Ok, em đã chào anh, em đã có gia đình được 3 năm chưa có con vì một số mâu thuẫn mà tình cảm chồng em nhạt dần. Vì một số mâu thuẫn mà tình cảm chồng em nhạt dần, anh cảnh cáo em chỗ này nha. Em có thể hiểu chưa đứa chính xác được cái nguyên nhân thật sự của cái việc tình cảm nhạt dần. Em ghi là vì một số mâu thuẫn chưa chắc. Mà cách đây hơn 3 tháng, chồng em nói là hết yêu em, chỉ còn thương thôi. Nên chồng em đã đi nơi khác làm. À, em níu kéo nhiều mà vẫn không được. Nên em cũng có nói là dù là từ bỏ dù rất đau, tức là em muốn bỏ. Bọn em vẫn chưa làm thủ tục ly dị. Em vừa học xong lớp người phụ nữ quyến rũ của anh. Em ơi, lớp đó nó không đủ sức cho cái này đâu. Cái tình huống này lớp đó chẳng xì nhê gì hết. Nên cũng cố gắng tập trung vào việc, tại vì lớp đó là lớp online đúng không? Em đi cái bút kem thì quả may. Nhưng cũng cố gắng tập trung vào làm việc để không quan tâm hay nhắn tin nữa. Dù rất nhớ thương, em có thể làm gì để hàn gắn? Em hỏi là làm gì để hàn gắn tình cảm này? Có nên nói với chồng em làm thủ tục để dứt khoát không? Câu phần nửa trước á, thì em làm gì để hàn gắn tình cảm này, hay nên nói với chồng làm thủ tục để dứt khoát không ạ? À? Em ơi, cái bài nó rất là đơn giản. Trước khi mà em quyết định ly dị, em nên cố gắng sửa trước. Đó là cái cơ bản nha. Nếu như em nói anh Tuấn ơi, em muốn sửa mà chồng em không chịu sửa với em thì em phải làm sao? Và lúc đó em phải đi qua một bước nữa là làm sao để chồng nhìn vào và ông đồng ý là cho cái hôn nhân một cái cơ hội. Cũng giống như em đó, tức là cũng cái lý luận cũng đơn giản như em đó. Bây giờ muốn bỏ phải không? Muốn ly dị phải không? Ok, rất là đơn giản. Mình thử mình sửa đi. Khi mình sửa không được được rồi hãy bỏ. Và đó là cái cách tốt nhất để khi bỏ không có hối tiếc, bỏ cảm thấy không khó chịu, bỏ cảm thấy là à đây là một quyết định đúng. Thì nếu như em làm đúng á thì ông chồng ông có khả năng cao là ông đồng ý sửa trước. Tại vì hôn nhân em mới 3 năm mà. Hôn nhân em 3 năm ngày hôm nay mà ông đòi ông bỏ đi rồi ly dị. Có nghĩa là cái trước hôn nhân của em là vô quán tính, mà quán tính nặng á. À, anh đã nói rất là nhiều lần rồi, cái hôn nhân mà có fall in love ngay cái thời điểm cưới, tức là cứ fall in love xong cưới nhau cả chục năm nó chưa có hư nổi, nó cần thời gian. Nó hư nhưng mà nó cần thời gian lâu lắm. Còn 3 năm mà ông nói là bây giờ ông đi xa, ông không muốn ở gần em và hai bà nói chuyện ly dị, thì có nghĩa là cái hôn nhân của em nó đã vào quán tính rồi, tức là cái thời điểm cưới nó không nên cưới. Thời điểm cưới đó là cảm giác yêu của người đàn ông nó tuột xuống rồi. Ok, đó là bây giờ. Bởi vì anh mới nói các bạn á, là đôi khi á, các bạn khi mà vào cái quán tính rồi nha, mà người đàn ông cưới nó là thảm họa chứ không phải điều đáng mừng. Nếu mà giả có một số bạn nha có bầu và để hợp thức hóa cái thai, mà các bạn nghĩ là ô bây giờ phải có chồng cưới chứ không cái bầu này lòi ra không được. Đấy, người đàn ông người ta cưới vì trách nhiệm, là đó là một cái thảm họa. Tại vì ngày hôm nay sau khi dính vào cái hôn nhân mà nếu có con còn khổ nữa, em may là chưa có con. Mà bây giờ nói chuyện em đã thấy thấy khổ rồi, thấy chưa? Mà nếu chưa hôn nhân thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Bây giờ quay lại cái chuyện của em nè, em nên, em và chồng em nên cố gắng chỉnh sửa nó trước. Và để biết cái cách chỉnh sửa làm sao để ông chồng đồng ý, em phải tham gia vào ít nhất là cái lớp hôn nhân hạnh phúc và True Love. Anh khuyến khích anh tham gia offline, khá hơn nếu có thể thì cái boot camp, khá hơn nữa thì là cả hai. Ok, ngoài ra em nên đọc thêm sách nữa, nhiều thứ nữa. Tuy nhiên cái lộ trình đó là em và chồng em phải đồng ý chỉnh sửa hôn nhân, cố gắng chỉnh sửa hôn nhân, nếu được hạnh phúc hết chuyện, nếu không được thì bắt đầu mới qua cái gọi là ly dị như em trong cái câu hỏi của em. Tại vì câu hỏi của em á là hàn gắn hay là nói chồng làm thủ tục để dứt khoát, phải không? Mình phải nên hàn gắn trước. Đó là câu trả lời của anh cho em ha. Nhưng mà ở đây thấy em, anh thấy chồng em tả vậy, anh biết là cái không phải là hư từ những cái mâu thuẫn mà em nói đâu, nó hư thậm chí trước cả ngày cưới, nó hư từ cái những cái lúc nào đó mà em có những hành xử sai. Và nếu như em và chồng em vào quán tính, tức là có những cái quan hệ tình dục sớm, hay là có những cái hành xử sai từ cái thời hẹn hò, thậm chí là có quan hệ tình dục và những hành xử sai chẳng lấy lúc cảm giác tuột rồi cưới nhau về 3 năm xong banh xác, thì cái chuyện ngày hôm nay cái nguyên nhân nó nằm tuốt cái thời đó, đó chứ không phải bây giờ. Ok, tuy nhiên thấy rõ ràng là em và chồng em chưa có cái kiến thức trong về hôn nhân, em chưa có kiến thức về hôn nhân, chính vì vậy cho nên đó là cái nguyên nhân nặng nhất rồi. Các bạn cần kiến thức lắm luôn, mà thật ra kiến thức nó không khó kiếm. Mình đã đưa ra nhiều thứ, mình đã thiết kế ra cho các bạn rồi. Cái các bạn cần là kiến thức. Hello anh Tuấn, em và anh ấy yêu nhau được 5 tháng, đã quan hệ tình dục. Đột nhiên ảnh đi về Việt Nam đến nay được 1 tháng, ít khi nhắn tin hay phone cho em nói chuyện. Trong thời gian này anh không cho em biết ngày ảnh về lại. Đến hôm nay ảnh mới nói với em là đến tháng 5 ảnh mới về lại Mỹ. Xin anh cho em lời khuyên là em nên làm gì để giữ mối quan hệ này, nhưng phải giữ được người phụ nữ quyến rũ. Em làm như là giữ được mối quan hệ này và người phụ nữ quyến rũ là hai điều ngược nhau vậy. Em nghĩ cái câu này,
Xin anh cho em lời khuyên là em nên làm gì để giữ mối quan hệ này nhưng phải giữ được người phụ nữ quyến rũ. Em ơi, khi em là người phụ nữ quyến rũ thì cái mối quan hệ này nó đã không đi tới ngày hôm nay. Ok, cái câu của em, cái câu hỏi của em thấy có một vài yếu tố. Ok, hai người quen nhau 5 tháng đã quan hệ tình dục. Như anh vẫn nói các bạn, quan hệ tình dục nó không phải cái điều xấu hay cái điều sai. Cái mà lầm của nó đó là mình quan hệ quá sớm trước khi người đàn ông cam kết, nó dẫn tới cảm giác người đàn ông tụt. Quan hệ tình dục là một điều tốt đẹp và nó là cái không thể thiếu trong quan hệ tình cảm cũng như hôn nhân, nhưng mà phải đúng lúc, tức là phải cái ngưỡng. Nếu mà các bạn hiểu được cái testosterone trong người đàn ông, cái đồ thị nó đi như thế nào á, lúc mà anh ta rung động rồi, lúc anh ta say cảm giác, lúc anh ta commit, tức là lúc anh ta fall in love, và cảm giác sau khi anh ta fall in love, cái testosterone nó đi nó tụt như thế nào, thì bạn sẽ hiểu được, và cái vasopressin nó tụt như thế nào, bạn sẽ hiểu được cái vị trí cái quan hệ tình dục nó cực kỳ quan trọng. Nó có một cái ngưỡng rất là quan trọng, và ở thời điểm đó cái quan hệ tình dục nó làm cho hai người chặt lại với nhau và yêu nhau. Nhưng mà nếu bạn sớm á, là nó làm hư chuyện, chỉ có vậy thôi. Chứ bản chất cái quan hệ tình dục là không có gì xấu, không có gì sai, bản thân nó rất đẹp, nó cho những cái cảm giác rất là đẹp mà người ta có thể tặng cho nhau. Nhưng mà nếu mà sai lúc thì nó hư đi cái mối quan hệ, có vậy thôi. Ở đây thấy rõ ràng là em đã sớm, ok, mới được 5 tháng thôi em đã quan hệ. Anh đoán là có thể quan hệ từ tháng thứ hai, tháng thứ nhất, tháng thứ ba vậy. Và những cái thời gian đó người đàn ông người ta không kịp để fall in love. Và ở đây là anh ta rõ ràng đã có một cái dấu hiệu á, là em đã không còn là quan trọng, và anh ta có vẻ không muốn theo đuổi em nữa. Theo cách em đã, anh ta đi, anh ta không muốn cho em biết, là tức là không tôn trọng luôn cái điều đó luôn, và anh ta đi đó là đi chơi. Theo cái cách em đã là em có thể cảm nhận anh về Việt Nam làm gì, đúng không? Các cô gái đeo đuổi các cô gái. Điều đó có nghĩa là cái anh ta, anh nói thật nha, cái cảm giác theo anh đọc cái đoán đó, anh đoán cái cảm giác của anh ta dành cho em nó tụt gần hết, mà chưa chắc ngay từ đầu là em nên đồng ý với anh này, chưa biết được nữa. Tức anh ta rung động với em nhiều hay ít anh cũng chưa biết nữa. Cái mà em biết là trong em mình nói cái này trong lớp đường đến trái tim chàng, mình cho các bạn một chút để các bạn nắm ngay cái đầu vào á, là mình phải biết xác định là người đàn ông này có rung động với mình hay không. Cái đó em có vẻ không hiểu cái kiến thức đó. Và ở cái dầu vàng á, nhiều bạn á không đánh giá được là ở mức độ rung động nào là mình chấp nhận, mức độ nào yếu là mình không chấp nhận. Không phải tất cả đàn ông tới là mình đều chấp nhận hết. No. Nếu bạn chấp nhận một mối quan hệ 5 điểm, một người đàn ông rung động với bạn rất yếu mà bạn đồng ý, thì trong 5, 7 tháng, 10 tháng nó sẽ hại bạn chỗ này. Là trong cái thời gian bạn dính vào một cái mối quan hệ kém như vậy, và một người đàn ông rung động ít mà bạn đồng ý, thì thường là bạn phải đồng ý cái quan hệ tình dục. Thường là bạn đóng cái vai trò là phải có chút theo đuổi hoặc là có sự chủ động trong đó, đúng không? Và cái đó nó làm cho người đàn ông càng không yêu bạn và nó tụt. Thì sau một thời gian có thể 5 tháng, 1 năm, 3 năm gì đó, anh ta tụt, anh ta bỏ bạn, thì bạn mất đi 1 năm, 3 năm đó mà cái người đàn ông thực sự có thể rung động bạn, người ta không đến được vậy bạn. Bạn mất đi cái thời gian, mất đi cái gọi là cơ hội. Và bạn chọn cái thứ 3, 4 điểm, thì trong cái thời gian bạn giữ cái thứ 3, 4 điểm, giữ rác cho mình, thì cái thứ 7, 8, 9 điểm không tới được. Tại vì bạn lúc đó đâu có sẵn sàng đâu. Và bạn cũng đóng luôn rồi, tại vì đó bạn có một người đàn ông, bạn dính với anh ta, bạn đóng, bạn cũng chẳng có muốn thằng cha nào. Đó là cái thứ nhất, bạn mất thời gian, bạn mất cái cơ hội để người đàn ông khác tới với bạn, là cái thứ hai. Cái thứ ba, sau khi bạn hư mối quan hệ rồi, bạn bạn qua cái nỗi khổ đi, giả sử bạn buồn nửa năm hết, lúc đó cái giá trị trong người bạn, nó cảm giác nó còn rẻ nữa. Tức là bạn còn không tin được là tình là người đàn ông giá trị sẽ đến với bạn, người đàn ông ngon lành thế đó. Bạn nghĩ sao biết không? Bà mẹ mất trinh, ôi trời, đàn ông thằng cha nào cũng tệ hết. Và bạn lại còn nghĩ là thằng cha này chắc tại mình quan hệ chưa đủ, với chả chưa đủ phê, tôi đi học vài lớp kỹ năng tình dục đi, về rồi biết họ dùng nhạc cụ, biết nhạc cụ gì không, đi học với lớp tình dục về dùng nhạc cụ, biết nhạc cụ gì không, à ok đó, rồi về em có chiêu này chiêu kia, về là nghĩ vậy, thèm cha nữa. Và để thả để có một mối quan hệ thứ hai, và để thể hiện là em có kỹ năng, anh đừng bỏ em có kỹ năng, vô là sớm sớm giúp em chứng minh cho anh cái kỹ năng của em, vài bữa cũng lên đường luôn. Ok, rất là nhiều cô gái kỹ năng rất giỏi, không, người ta không yêu mình được, rất giỏi kỹ năng, các cô gái điếm là những cái người rõ nhất. Ok, kỹ năng khỏi nói, số 1. Ok, anh muốn cái thứ gì trong từ điển tình dục đàn ông là họ nói trang thứ 327 chương số 2 7 cái gạch dòng đầu tiên em làm cho anh, họ rành tới cỡ đó, từ điển nó họ nắm đó, mà họ không được hạnh phúc. Ok, nhớ đó là học một chút kỹ năng về cái này là để em chứng minh với anh cuộc tình trước mình hư rồi, tại mình thiếu kỹ năng, mình nghe bà chị nào đó bà nói bà chị này là tỷ muội gì đó không, nói em mày phải đi học kỹ năng rồi đi đăng ký 3 lớp về đầy mình hết, bắt đầu để em giờ em làm chứng minh cho anh, vô 1 tháng đầu khỏi đợi, tuần đầu mình xử luôn cho anh coi kỹ năng,
tưởng gì sao được vài tháng vài tuần gì đó, hay là một nửa năm năm gì đó, bye bye. Bắt đầu nghĩ chứ thì chắc kỹ năng chưa tới, phải đi kiếm thầy khác luyện thêm. Bạn bắt đầu mất đi cái phần giá trị, bạn bắt đầu mất đi định hướng của một người phụ nữ trong cái quan hệ tình cảm. Bạn không có hiểu được là để cho người đàn ông ta yêu mình như thế nào. Bạn tối ngày chỉ nghĩ về tình dục là cái tại bạn, bạn bạn nghe, bạn nghe tao nói chứ đàn ông chỉ có tình dục. Well, đàn ông người ta nghĩ tới tình dục nhiều, yes. Nhưng mà cái cảm giác yêu, cái cảm giác yêu nó không phải là cái cảm giác ham muốn tình dục. Cái cảm giác yêu nó không phải là cái cảm giác ham muốn tình dục. Cảm giác yêu là một cái cảm giác nó rất là nó độc lắm, nó lạ lắm, nó thiêng liêng, bây giờ ta không biết tả làm sao. Ok, nhưng mà trong cái tình yêu người ta có cái sự ham muốn chứ không phải hoàn toàn là sự thỏa mãn. Người ta cần cái sự ham muốn chứ không hoàn toàn nha là sự thỏa mãn. Nếu như cái quan hệ tình dục mà nó đến đúng lúc thì cái cảm giác quan hệ tình dục đó ở trong cái đã có tình yêu hiện hữu rồi đó, khi đã xây được cảm giác yêu rồi đó, thì cái quan hệ tình dục nó dẫn tới một cái cảm giác biết ơn từ người đàn ông. Và các một số bạn trong nhóm có lâu lâu có một số bạn xì ra nói chồng thể hiện là rất biết ơn, và cái đó đúng, khiến người đàn ông người ta phôi lên người ta biết ơn, và bạn sẽ thấy những cái hành xử biết ơn nó khác, họ thể hiện là biết ơn. Biết ơn đây là một cái nghĩa đẹp nha, nghĩa vợ chồng nghĩa đó là cảm ơn em đã cho anh cái khoái cảm này, đúng không? Và họ rất là yêu cái người phụ nữ vì họ đạt được cái đó. Nhưng anh có nói được cái quan hệ tình dục mà đúng lúc đó, nó làm chặt mối quan hệ lại, thì đúng là quan hệ tình dục nó cần có trong trong tình yêu, nhưng mà cái vị trí nó nằm như vậy. Một số bạn nghĩ là tình dục mà tình yêu mà không có tình dục thì coi như tình đồng chí thôi, thì quen nhau thôi, giờ hiện đại rồi em, mình không phải như ngày xưa các cụ thôi, mình sống sớm. Và bạn thấy không, bạn mất đi cái gọi là gì biết không, mất đi cái giá trị, mất đi cái, thậm chí bạn còn không biết định hướng trong mối quan hệ là gì. Tức là khi mà mình có một người đàn ông tới tìm hiểu mình, chẳng biết là làm gì nữa ngoài cái chuyện là đi chơi xong quan hệ tình dục cho anh ta, và cái đó nó sai bét luôn. Bạn phải hiểu được cái người nào rung động như mình, bạn mới sàng lọc ra. Có những người không rung động mình, và cái người rung động mình thì mình hành xử sao để anh ta xây cảm giác và anh ta fall in love với mình. Nó thực ra nó rất là đơn giản các bạn, nó không khó gì hết. Bạn chỉ cần học chút xíu là bạn biết rồi. Thì trong lớp được đến trái tim chàng có những cái điểm nhấn, bạn biết trong từng đoạn cái mối quan hệ cái gì là cái mình cần làm, thì lúc đó bạn sẽ được cái người đàn ông yêu bạn. Và chỉ trong một cái thời gian một năm rưỡi thôi, người đàn ông người ta fall in love với bạn, cái cuộc sống của bạn sau đó nó tốt đẹp vô cùng. Trong cái chạy lăng nhăng 5, 7 năm, 10 năm hết người này đá tới người kia đá, mà trong khi nói chuyện với mấy đứa bạn gái thì nó hoành tráng lắm, tao bỏ thằng đó, tự nhiên trong lòng nó bỏ đâu. Nhưng mà nói chuyện thì giống như cũng hoành tráng, trời thằng đó chán, khả năng tình dục nó yếu, mới có 2-3 phút gì cho nên tao không thích. Nói giống y như là giống như là tôi là mạnh mẽ lắm, tự nhiên trong lòng nó giấu đi một cái gì để yếu đuối. Xong rồi bắt đầu nói đàn bà là phải kiếm tiền. Nay mai mình ra Hà Nội mình nói về cái chủ đề phụ nữ mà thành đạt trong kinh doanh. Ngày 7 tháng 3 trước cái ngày 8 tháng 3 buổi chiều ở đâu cái tòa nhà Can Nam á, có một cái nhóm thì mình sẽ nói trong đó. Thì bắt đầu đó là thôi bây giờ đàn ông không cần, cần tiền thôi. Bắt đầu giống như là đó là một cái bẫy, một cái bẫy mà mình đi tìm một cái dopamine để cho mình cảm giác nó đỡ đi chút xíu, nhưng mà nó vẫn không thể thỏa mãn được. Tình yêu nó là một cái khía cạnh hoàn toàn độc lập và nó cần phải được thỏa mãn thì mình mới cảm giác cái cuộc sống này là cuộc sống hạnh phúc. Giờ đi kiếm được tiền xong nghĩ là tôi có tiền, bây giờ đàn ông tới với tôi là ngon lành, phải không? Bạn cũng thấy đó, họ gồng mình lên không được gì, vẫn thể hiện là mình mạnh mẽ. Người phụ nữ không cần phải thể hiện mình mạnh mẽ, người phụ nữ hạnh phúc không cần thể hiện, nhẹ thôi nhưng mà lại sung sướng, chẳng cần phải gồng là tôi là người mạnh mẽ, tôi là tự lo cho bản thân đâu. Người phụ nữ mà hạnh phúc họ chẳng bao giờ họ phải cần, đó là tôi tự lo cho bản thân. Cái vậy mà đàn ông lại chạy lại chăm sóc họ, nó đọc vậy. Cái sự mạnh mẽ của người phụ nữ đó, trong tình cảm, nếu mà nói mạnh mẽ nó nằm ở trong cái phần tự tin chứ không phải nằm ở phần xác gồng mình lên kiếm tiền. Well, kiếm tiền được là cái điều tốt, nhưng mà cái nữ tính, cái hạnh phúc trong cuộc sống tình cảm nam nữ nó hoàn toàn khác, không có phải là lấy tiền mà tắt vào lấp vào mà nó chính được đâu, hiểu không? Do đó là trong cái lớp được đến trái tim vàng em sẽ học được cái phần đó, em sẽ hiểu rõ hơn.